là tập cuối của Battlefield 1 War Story rồi nha các bạn. Thì trong khoảng thời gian qua các bạn cũng đã coi, đã biết được nhiều nhiều cái câu chuyện khác nhau qua cái tập ở sông Steel Europe, Mud and Blood, Friend of High Play, Zavanti, Savoya, The Runner. Thì chúng ta đã đến hồi kết cuối cùng, là một cái câu chuyện cuối cùng, đó chính là Nothing is Britain. Nói về cuộc chiến giữa một cái đế chế gì Ottoman là như là người gì mình cũng không rõ nữa. Thì nói chung là nếu mình không nhầm á, là cuộc chiến về dầu hay gì đó, mình cũng chưa chơi qua đâu. Nói chung là chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây thôi. Ok. In the deserts of Arabia, an insurgency war was raging years before I got to. The Arabian Desert, a vast ocean of drifting sands and scorched, sun-baked rocks. Beneath these endless dunes, oil, the lifeblood of our new mechanical century. For more than 400 years, the Ottoman Empire has ruled these lands, controlling all that's to be found here. But the Ottomans do not rule unopposed. Small bands of Bedouin rebels have united to overthrow the empire. They strike without warning and then vanish into the desert. Fighting alongside them is a lone British officer whose exploits have earned him wide renown. The world has taken to calling this man Lawrence of Arabia. In the desert, you rely on good planning, but you also hope for a dash of luck. And luck was with us when we learned of a recently derailed Ottoman train carrying a most interesting piece of cargo. Okay, và chúng ta đã quay trở lại đây. Had joined the Ottomans who survived. Hình như chúng ta trong vai Lawrence of Arabia. They guarded the wreckage and waited for reinforcements. Nhưng mà nãy mình thấy hình như là khuôn mặt hình như cái này con nhỏ mà con. Nhỏ mà xuất hiện trong trailer, nhưng mà nhỏ này hình như không phải là Lawrence Arabia. Lawrence Arabia là cái thằng mà có cái chùm đầu màu trắng á. Cái đó mới là ông, đó mới là Lawrence Arabia. Còn nhỏ này hình như là cái đóng một cái vai trò khác thôi. Nói chung là vậy. A lone fighter has just one advantage. Ủa, sao mình bỏ sót thằng này ta. A lone fighter can. Coi mình thấy con dao nhỏ này chứ. Ồ, đã tay nè, có tay không có súng ta. Lấy súng bằng này đi. Courage were their primary assets. Để bây giờ có đi dùng tay nữa nè. Nói tiếng gì ba? Đi lên đây, đi lên đây. Cái nó không thấy mình đâu à? Nó không thấy thiệt quá. Má, nó còn đang phân vân có nên đánh hay không. Oh.
Wow. Nó thấy rồi. Má bảo cát luôn kìa vậy. Giống cái Revolution của cái map gì God of Omen trong Battlefield 4 á. Giống y chang. Nếu mà đoán đúng á là nó sẽ không thấy được mình. Nó thấy á. Ý là nó không spot được mình không spot được. Mấy nó đâm hụt mới đau chứ. Không ai quan tâm hết vậy. Nó không thèm quan tâm mấy đồng đội, nó bị giết luôn. Hello. Mấy chú trình quá kém. Hello. Tụi này không thèm quan tâm gì luôn bay. Nó không thấy luôn bay. Hello. Thằng kia nó nhìn xe nha, mình phải dụ thằng này vô đó. Khỏi đi. Nó không thèm đi vô luôn ở đâu. Cái gì? Đó là lần cuối mà nó thấy mình luôn chứ. Này chắc là đội trưởng hay con mẹ gì đó. Search for the codebook. Gì đây? Đẹp á. Anh thích mấy cái cuốn giống vậy á. Mà khó hiểu á. Well, you did not think we would be fast enough to catch you here, did you? Lawrence of Arabia. Actually, I was rather depending on it. Eh, Lawrence? Well, this is very clever. Now the hunter becomes the hunted. So who might you be? How enchanting you are, my dear. Ahmed. I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free, is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you, the Empire intends to grant you all this freedom very soon. Even now, an engine of destruction scours this desert, obliterating your allies. Your families, your homes. Soon there will be nowhere to run. Nowhere to hide. Soon all that you know, and all that you love, will be ashes. You will all be free to die. You animal! Zara! I understand that you would like nothing more than to strip the flesh from that man's feet and send him off into the desert naked to die. But think about it. You're right. I'm sorry. My friend here, she can be a little brusque. You're going to tell me how to lie to your train so we can lure it into a trap and destroy it. Impossible. To even begin to talk to that train, you would need an entire book of communication codes. Oh, like this one, you mean? You can never stop the progress of machines! One day, the whole world will take your lands and the precious black gold beneath its sands! We shall see, my friend.
Of course, obtaining the codebook was not enough. To destroy this Iron Dragon, this Canavar, as the Ottomans had named it, we had to send it 3 encrypted messages telling it to stand down. There were Ottoman outposts scattered along the railroad tracks. The commanders there carried high-priority message capsules. We had to use those to send our orders. Infiltrating the village wouldn't be easy. A full detachment of Ottoman soldiers had occupied it. The Ottomans had chosen an isolated location for their desert outpost. It seemed lightly defended. It was also well stocked with arms and equipment. The ancient ruins were all that remained of a civilization now lost to time. The Ottoman Empire brought in the modern world with a host of armored vehicles and field guns. 3 commanders to eliminate, 3 personal message capsules to be stolen, and then sent with our false orders. How Zara tackled this dangerous and audacious mission was up to her. Ok, sao cứ cái chuyện khó gì là mình phải làm cái gì ta? The Bedouin treasured their horses, and in return, those animals granted their riders unparalleled địch thêm, speed. Địch thêm bồi vậy. Địch. Chuyện này nói chung cũng dài dòng đó nha. Hơi khó đó. Xong không thấy bóng dáng ai cái gì. Ủa sao xuống không thấy ai hết nè. Sao trống không vậy. Rốt cuộc là mình nên đợi hay sao ta? Chúng ta có 3 thằng commander chúng ta phải giết. Và ba cái capsule để thông tin để chúng ta gửi cái thông tin giả cho tụi nó. Nói chung mình cũng phải bắt không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nên cứ chạy ra đây hiểu chứ xem sao. Sao vắng quá vậy ta. Ủa đeo hết rồi ta. Ottoman stronghold khu vực. Eliminate commander. Giết cái commander thôi gì. Biết mình còn cái súng nào khác không ta. Ê cái này được. Nhưng mà cái này nó nhìn có vẻ khô quá. Ủa có súng ngắm giảm thanh nữa hả. Đã vậy. Ok đi tiếp nè. Chúng ta chỉ cần giết cái thằng chính thôi. Thằng commander thôi. 3 thằng commander thôi. Là chúng ta có thể xong. Vấn đề là tụi nó đang ở đâu là một chuyện. Giết còn một chuyện nhưng mà nó ở đâu. Ủa đúng không á. Flame Trooper với cướp. Nó không phải dạng vừa đâu. Mà là dạng rồng ra. Ừ như commander hay sao ta. Ừ, ô vô tình nơi gặp mấy thằng commander ba. Çık dışarı. Ben senin dostunum. Teslim olursan söz işkence etmeyeceğim. Wo 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 wo. Con nào đi hướng này coi. Mình chưa spot đứa nào đó. Chỉ là trong cái khu này. M
Mẹ sao Flame Trooper đi vòng vòng quay vậy? Ồ, hóa hình quá. Kendine bir faydan olsun. Chúng ta phải lấy cái gì nè? Satchel gì nè? What the hell? Rồi đó. Dispatch fake message. Chúng ta phải gửi đi cái thông tin giả rồi. Ok. Chuyện nhỏ, nhưng mà chúng ta từ từ đã để xử từng đứa rồi đó. Đó, biết ngay. Qua kia gửi hả? Giờ phải bước qua sát thằng Flame Trooper. Căng đét. Sao? Dù nghe lúc càng khó rồi. Teslim olursan sana kimse dokunmayacak. Ok, chúng ta khỏi chạy đó. Map này map Sinai Desert trong multiplayer nè. Oops. Nó thấy mà. Thế mới đâu. Mình kiểu nó đang nghi ngờ thôi chứ mình cũng không nghĩ là thấy mình ngay đứng đây đâu. Chỉ khi nào mình chạy thôi. Ra đi em. Một con ra trước đi. Hết hồn. Mấy con ngựa nó kêu mà mình làm mình xoắn luôn á. Ottoman protocol required the message to be received in triplicate before the train would acknowledge it as genuine. Giờ sao đi kiếm mấy thằng kia đây? Mấy thằng nó ở đâu ta? Nãy giờ kiếm được mới có một thằng nữa. Là thấy mệt rồi đó. Oops. Thiết nghĩ không nên chạy bộ trong khu này. Rồi mình quá tỉnh. Mình nghĩ chắc nó nằm cái khu bên kia. Mình nghĩ là vậy. Chứ bên này hết rồi. Hoặc là nó nằm trong cái tòa nhà như thế này mà mình không biết thôi. Mình check thử coi. Đâu rồi mấy đứa ơi? Mấy cái chậu mà mình cứ tưởng là có quân trong đó. Không biết khu sau cái vách núi đó có không nữa ta. Có cái súng nhắm này giảm thanh hay sao ta? Mình thấy hàng sniper đó. Để bắn hàng sniper đó chứ ra. Biết có zoom lên được không ta? Sù dính liền. Ủa, cái xe tăng. Thiết nghĩ nên lấy cái xe tăng đó bắn. Mình nghĩ là chắc cái thằng nó đứng trong cái chỗ ngày này đây. Giá như này có zoom lên nhiều hơn thì nghe hay biết mấy. Dù sao cũng xa quá. Không nên liều vậy. Nãy bắn được trúng được cái pha kia là cũng hay lắm rồi. Không có ai đấy rồi. Oh shit man.
Ok, anh thích rồi đó. Nếu mà đi bình thường chắc nó không bắn đâu ha. Tại mình nó nghĩ là chắc nó cũng nghĩ mình là đồng đội thôi. Ồ, thật ra là không phải vậy mà. Cái này chỉ có một viên đạn hay sao đó. Phải thử mấy đứa khác chứ khi nó thử mình thôi. Rồi, giống như là bất bại rồi đó. Kìa đâu rồi? Ủa là cái thằng đó đó hả? Ủa mình không ngờ nó là thằng chùm luôn á. Mình cứ tưởng nó túi bên kia. Ôi vợ cái đấy. Ôi được có cái xe tăng này đỡ chứ. Thì mình sẵn tiện đi bắn cái đám kia luôn đi. Từ từ nhưng mà mình phải lấy nó mình quay lại mình lấy cái cục kia sâu cho nó. Tại vì có xe tăng mà làm gì đấy không? Đúng rồi, tụ lại con đám đây đúng rồi, cho nó tiện. Cán nó luôn cho rồi. Super player man. Cái gì chạy đâu. Cán chết liền. Quá easy, lên xe tăng ngồi là easy liền à. Chạy hả con. Má người quay vòng vòng luôn. Ok, biết dọn dẹp sạch đẹp cái chỗ này chưa nữa. Tại chúng ta còn phải gửi bộ câu nữa. Mình không muốn vừa mới nhảy xuống khỏi xe tăng thì có một thanh niên chạy lại cướp xe tăng chạy đi mất tiêu và bắn mình mất xác. Ok. Này thì nhìn. Chút qua đúng không? Lấy lẹ. Ok, lên. Ok, chúng ta không phải ngồi trong cái chỗ này cho đến khi mà chúng ta đi gửi được một cách an toàn nhất. Thiết nghĩ nên là vậy, tại vì cái ngoài xe tăng kia thì xe tăng light tank nó cũng quá khá là châu bò rồi. Đấy, nãy mà bắn sniper mà một phát gần người luôn, vậy chứ. Thật là bãi đái. Nó đây đang nhìn mình vẫn đang nghi nghi quá. Nghi nghi là anh mày cho mày hết mày nghi luôn. Ok, chúng ta sẽ lấy xe tăng đi tiếp. Để đi ba. Còn làm màu nữa. Đi tiếp. You were putting a great deal of trust in Zara's capabilities. But I had complete confidence that she would carry the game. New objective, recon the final Ottoman stronghold. Nhìn con mẹ gì. Má sniper, really nigga. Mày tưởng cái chó mà bắn xuyên qua chỗ này sao? Woohoo. Có thanh niên nào không? Recon the final Ottoman stronghold. Còn chỗ nào nữa ta? Mình tưởng có hai chỗ thôi chứ. Sao nhiều quá vậy? Mình nghĩ là ngay phía kia, à cái điểm E ngay trong multiplayer á. Mình nghĩ là vậy. Mình kia nãy giờ mình tìm thấy có hai chỗ. Mình cứ tưởng là trong một cái chỗ thì nó sẽ có nhiều. Sẽ có hai ba thằng trong đó, ví dụ vậy. Rồi mỗi chỗ khác thì nó sẽ có cái nhiệm vụ khác nhau. Ai ngờ nó chia chỗ ra mỗi thằng một quân tướng. Rồi nếu mình dùng xe tăng thì nó sẽ dễ hơn nhiều. Chí ít ra là vậy. Mà đi xe nó hơi lâu thôi, giống gì đó. Lâu thiệt. Nhưng mà bù lại là chúng ta có sự an toàn mà có thể là những chúng ta đi không sẽ không chắc chắn có được như đó. Đù đó, tốt đằng đây. Xa vải trưởng luôn. Thêm nhạc nữa chứ trời. Không biết sao đâu, tụi này làm cái ngay giữa sa mạc làm cái gì. Nhìn nó cứ sao sao á.
Bố tới đây. Nổ liền. Easy liền. Xe tăng. Ghê vậy ba. Ghê vậy bố. Mô tha luôn hả? Pháo hả mày? Trưởng đâu? Ra đảm bảo. Bắn từ đâu ra thế? Không được, cái xe tăng này đi nhanh hơn cái xe tăng kia. Giờ mình thích cái xe tăng này chứ. Eliminate the commander. Commander đâu ra anh biểu? Bắn motor. Ủa, nó không trúng luôn ở đâu chứ. See the commander. Commander là cái thằng đó luôn à. Má, mình cũng không ngờ quá. Ui, vãi cái đấy. Chúng ta bắn xuyên tường được, bắn phá vỡ tường được, nhưng mà bắn xuyên một cái rào lại không được. Không chết luôn mày. Giờ mới chết. Mấy cái cột thần thánh quá ba. Để xe tăng dưới đây đi. Chèo lên cho nó an toàn, rồi chèo xuống là có liền luôn đó. Chúng ta không bị mất cái xe tăng. Ok. Dispatch fake message. Lái qua kia cho nó chắc ăn qua. Không phải là mình này nọ, nhưng mà lái qua cho nó chắc ăn, lỡ có gì chạy qua đây thì không kịp. Chỉ cutscene đi là mình cũng thụ sẵn, là nghĩ là chắc sẽ có cutscene nên cứ lô cho chắc ăn. Message had already been sent, my dear. Not the message you would have wanted. Lawrence was such a good host. It almost seemed rude to escape. I made sure to note the location of Lawrence's camp, of course. Which means the train knows too. Twice, you told that train everything was clear, but I told it exactly where to attack. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band of rebels. First, the firestorm from the cannon. Then, up close with the troops to slaughter any survivors. Legend of Lawrence of Arabia dies tonight. Slipped away just in time. Tilkichi was a fool to think we'd ever stay after he escaped. The carnival won't stop hunting us. No, it won't. Let me think. The train's coming a long way, so it'll have to stop to take on water. That's where we strike. Agreed. I'll deal with any sentries then. Rig explosives on the track. Yes, and I'll rally our fighters. When I blow the lines, the train will be trapped.
So when you hear the blast, you need to attack them with everything you have. It's good. But you know that there's a chance the men may not come. You may set off those explosives and find you're out there all alone. You know that. I guess I won't know either way until I set it off. Yes, no. Plans and God laughs. As it turned out, the small town where we would ambush the train had a significant enemy presence. Those troops would have to be dealt with before the explosives could be set. Ok, giờ nó khó. Cái kia nó cũng đã đủ khó rồi, giờ nó còn khó ác nữa. Old Ottoman vehicle, mấy cái xe đúng không? Anti-tank grenade, anti-vehicle mines. Chúng ta lấy xe tăng được không? Bây giờ mình biết thế nào. Lát hồi cũng mất cái xe tăng. Giờ mới có cái xe tăng vô là chuyện quá mỏi dễ dàng. Vấn đề là không có xe tăng để vô. Thế mới đâu. Chúng ta cần cái gì đó phá hủy đồ được. Ok, ngon lắm. Xuống mà xuống giám thanh mà. Thêm một cái giám thanh nữa nè. Cây này thì không có giám thanh, cho nên lấy thêm cây đi. Ủa là nó là cây này luôn á, nhưng mà nếu mà mình lấy là hình như là nó thêm đạn thôi chứ gì, nó không cho thêm một cây nữa. Đã nha, giờ giống như Sniper Ghost Warrior vậy. Đây mình còn spot không? Hay nào đúng không ta? Tút đằng kia. Tút đằng đây. Thì mình giết hết luôn rồi mình sẽ tính sau. Mấy này giết dao cho nó tiện. Tiết kiệm ba. Mấy gì sentry hả? Bỏ đi ba. Tự nhiên sentry rồi, sao nó sao lại trời. Đang tính giết hết rồi tự nhiên thấy sentry thấy nên suy nghĩ lại. Chứ không là lại nó hồi nó đập cho bù đầu, thằng nó đâu có xi nhê với mấy cái chiêu của mình. Biết có sniper cái kiểu không? Those troops in the village had to be dealt with before we could push on with our plan to destroy the train. Bất ngờ liền. Xoắn liền. Mình đang tập trung lắm luôn á. Ôi. Nếu chúng ta có thêm nhiều đạn hay biết mấy ha.
là chúng ta sẽ xử hết nguyên đám này, chúng ta không bị phát hiện. Đẹp luôn, tại vì mình thích mấy cái cây giống vậy lắm ha. Sao đây, có cục này nó trắng đường. Oops. Nè, nó bắn một trong hai thằng nào cũng phát hiện đó ta. Từ đó. Đó, ngon lành chanh đào. Chắc giờ là thằng này nó lại cho thằng này đi. Mà chưa đâu. Nó gọi là tiết kiệm đạn rồi đó. Giờ đếm số viên mà đánh thôi á. Mình sẽ lấy, mình sẽ quay lại cái chỗ đó sâu vậy. Giờ muốn xử bằng cái này đi. Này cho hai cục đi. Mới nổ, nổ phát nổ nổ thôi. Nó vẫn chưa báo động mà. Nếu mà chưa báo động thì cứ bút luôn đi. New objective, clear the village of enemies. Nhưng mình giết cũng gần hết rồi sao ta. Tụi kia có thằng kia nó vẫn chưa biết mình ở đây. Và có thằng sentry cuối nó đâu rồi ta. Nó ở đây. Nó lang thang một mình đó. Once Zara secured the town, trapped the enemy. Má thằng này là riêng nó là tặng một cái. Ôi hết 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 rồi, hết rồi. Thế bắt đầu mình nhìn lại mình mới mình nhớ mình hết rồi. Vô đây. Tặng chú những hai cái luôn, không chết là tao lạy luôn á. Once Zara secured the town, the trap could be set. Ok, YOLO mới đây, xong lên. YOLO. Destroy the armor train. Ôi, căng đét. Căng thế nhờ. Phải destroy cái, phá hủy cái con tàu đó. Mà nếu các bạn nào phá hủy cái con tàu đó trong phần online á, thì các bạn sẽ unlock được cái achievement gì ở bên tên, này. Naval Warfare gì á. Đổi hướng luôn rồi. Hết đạn luôn trời. Vô lo đi mấy đứa, vô lo đi. Wow.
có cái này mới ra nè. No 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 no. Thằng này nướng làm gì vậy? Nó mới quay quay vòng vòng cái đầu. Lượng nghe ghê hết cho mình. Còn thằng này đứng chạy ra chết luôn. No 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 no. Wow wow wow. Nó thả bom gì lắm thế? Sao mày hỗ trợ phòng không vậy? Chứ cái quái gì mà nó bắn gì mà nãy giờ quá trời rồi. Đạn thì không có nhưng mà nó bắn thì vẫn cứ bắn thôi. Giờ làm sao đây ta? Hết đạn. Này thì còn 5 cái nhưng phải lại gần. Thế mới đâu. Ồ bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Một nguyên một đống quân ở đây nè. Quân mình yếu vậy sao? Chúng ta phải dọn dẹp loạn cái quân này ra. Thì may ra chúng ta mới tiếp cận được gần cái đó. Lên đi, lên. Loạn hết cả rồi. Lên giờ không có gì phải sợ nữa. Sao càng lúc càng ra đông quá vậy? Nó là con đạn nha mấy đứa. Chưa hết đạn mình cũng không dám bắn chỗ này. Ủa sao tụi nó spawn ra đâu lâu lắm vậy? Oh no 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 no. Chỗ mới là vừa đó. Chạy qua chỗ này tao bắn hết. Tao bắn bỏ. Ồ, chỗ này có gì không? Sao mình không có gì vậy? Nó spawn không ngừng nghỉ luôn. Chỗ này có gì? Đây đây có nữa nè. Có điều địch nó spawn nhây quá. Cái này là tự động phát nổ nè. Tiếp. Wow. Sao nó còn sống dai quá vậy? Wow. Nói giờ mình không biết phải bắn cây nào á. Sao giờ cái gì cũng không xin dễ vậy ta? Hết đàn vô mấy đứa ơi. Vô trong lại, vô trong lại, vô trong lại. Sợ, mình sợ trực thăng đi ngang qua bom mình ơi. Đó vừa mới nói luôn. Mỗi lần mình hay cầm cục đó nó hay nào thả bom đó. Hơi điếm. Sao cái gì nó cũng có vậy? Quân ở đâu không có quân mình đâu hết rồi. Toàn cái gì đâu không vậy? Có nữa nè. Ồ giờ mình chết một cái là chơi lại từ đầu. Chơi nguyên là khúc này nó hơi bị căng. Đẹp luôn. Chơi lại nguyên khúc này là hơi bị căng đét luôn á. Mà mình không muốn gì vậy nó xảy ra qua.
tránh chỗ này thôi. Đó, biết ngay. Không thể dùng ở một chỗ quá lâu được. Nó làm những cái thả mà thả không ngừng nghỉ đúng không? Gần nổ xong hết rồi. Cho niềm tin vào cuộc sống nào. À, cái này được, cái này được. Tank Hunter. Tách ra thì nó cũng có hiệu quả vậy đó. Và mình cần phải tìm một chỗ khác, chỗ khác, chỗ khác thôi. Ờ, bên máy bay bắn mà là nó bắn. Nó bắn này nó chống mình á. Nó biết mình ở đó rồi. No. Wow, mém chết. Phải tìm cái chỗ khác thôi, má căng quá. Còn 9 viên rồi mà, thoải mái đi mấy đứa. Rồi chết rồi con. Quá đã. Vengeance can be a sweet or bitter brew. How did you find it, Zara? And you're right, we do need to think bigger, act bigger. Maybe even the Suez Canal. Tell me, what do you know about battleships? Ok, và như vậy là chúng ta đã kết thúc được một khoảng thời gian dài với series War Story của Battlefield 1. Thì các bạn thấy sao về tựa game Battlefield 1 năm nay như thế nào? Thì theo mình thấy á, là Battlefield 1 năm nay là một cái ứng cử viên đáng giá cho game Battlefield gì đấy. Hay cốt truyện thì mình nói cũng là tạm hay về mức độ này nọ, nhưng mà cũng là có châu chuốt hơn những kỳ trước. Và multi thì khỏi phải nói rồi, chơi rất là ghiền. Nếu bạn đã bước vô, các bạn sẽ thấy bạn không bỏ phí bất cứ đồng nào mà bạn trả cho tựa game này. Và nếu bạn nào còn đang chần chừ thì mình nghĩ là các bạn cần phải coi thêm multiplayer hoặc gì đó. Thì các bạn cứ subscribe là các bạn sẽ được coi thôi. Thì tựa game này một tựa game đáng mua, mà có lẽ là mình thấy friend list của mình cũng đã, mọi người cũng đã mua hết trơn rồi. Nhưng bù lại thì game này cái đòi hỏi có hình khá là cao. Thì thường á là mình quay xong thường mình hay nói về một số ba số thứ về cấu hình này nọ và cảm nhận của mình về tựa game này như thế nào. Rồi sau một khoảng thời gian dài mình chưa quay, mình quay nó và chia sẻ nó cho các bạn coi, thì đó là những nhận định của mình về tựa game này như thế nào. Và có lẽ là mình sẽ không khó để
đặt xuống cái tựa game này, tại vì nó rất là hay và nó hoàn hảo ở mọi góc độ. Thì sắp tới mình sẽ quay tiếp tục quay multiplayer của tựa game này. Các bạn nhớ subscribe và like và share cái video clip này để các bạn có thể xem thêm nhiều video khác nha. Thì về nội dung sắp tới thì mình sẽ quay Watch Dogs vào tháng 11 sắp tới. Ngoài ra thì mình không có series nào mới nữa từ đây tới đó, chiết là vậy. Hiện tại thì không, từ đây tới đó thì không, nhưng mà nếu mà có thì mình sẽ thông báo với các bạn sau. Vì hiện tại vẫn dự định của mình là vẫn là mình đã hoàn thành My Fair 3 trước đó, và tới hiện tại là mình đã hoàn thành luôn cả Battlefield 1 rồi. Thì trong những ngày tiếp theo là có thể là mình sẽ đăng Rainbow Six hoặc là Battlefield 1 cho các bạn coi, như thế thôi. Cho đến khi nào mà ra Watch Dogs 2 mình sẽ tiếp tục quay từ game đó, chỉ sang quay từ game đó. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp sau, những cái từ game sau. Ok, bye bye.